Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Nghiệp chướng là từ xuất phát từ đạo Phật và được xuất hiện trong bài giảng của Phật giáo. Trong đó, nghiệp chướng là từ được kết với từ nghiệp và từ chướng. Ở đây, nghiệp có nghĩa là khởi đầu, sự tạo nghiệp hay còn tùy vào hành động và từng trường hợp để phân định. Theo giáo lý nhà Phật, việc tiêu trừ giải nghiệp sẽ làm cho tâm tính của con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời, hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong quá khứ. Chúng ta hay nói về nghiệp lực, nhưng không phải ai cũng biết cách làm thế nào để trả nghiệp. Bạn có phải là một người có tâm hướng Phật và luôn tin vào nghiệp báo? Vậy bạn đã biết nghiệp là gì và có mấy loại nghiệp trong đạo Phật? Nếu chưa, thì hãy nghe bài giảng dưới đây để hiểu cách lý giải về nghiệp, cũng như lời Phật dạy về cách tiêu trừ giải nghiệp chướng và thoát khỏi ai oán của cuộc đời. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Để biết cách giải trừ nghiệp chướng hiệu quả, trước hết cần hiểu nghiệp chướng là gì và vì sao phải tìm cách hóa giải. Dù từ chướng đứng sau, nhưng theo nghĩa thì chướng phải có trước. Có chướng tứ, có sự tác động từ bên ngoài thì con người ta mới tạo nghiệp. Nghiệp chướng ở đây không phải là nói về sự thất bại hay việc xấu, mà là sự tác động từ bên ngoài tạo ra sự xuất hiện và hình thành của hành động sẽ gây ra hậu quả ảnh hưởng về sau. Vì thế, nghiệp chướng cũng có thể là điều thiện, cũng có thể là điều xấu. Điều thiện được gọi là thiện nghiệp. Thiện nghiệp có ba đường là trời, người và Atula. Điều xấu có ba đường là địa ngục, ác quỷ và súc sinh. Cho nên, có thể nói rằng, dù là điều thiện hay điều ác, đều tạo ra nghiệp. Ở đây, nghiệp có nghĩa là khởi đầu, được tạo ra từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta. Nghiệp từ tâm gọi là ý nghiệp. Nghiệp phát ra từ miệng gọi là khẩu nghiệp. Nghiệp từ hành động gọi là thân nghiệp. Sau khi tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả đó cũng được gọi là nghiệp hay nghiệp báo. Nghiệp đã phát sinh có kết quả sẽ sinh ra chướng ngại về sau. Vì sao phải giải trừ nghiệp chướng? Theo đạo lý nhà Phật, việc tiêu trừ giải nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong những đời quá khứ. Tiêu giải nghiệp chướng còn để tìm cách phát triển những đức hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc thánh hiền. Khi đã giải được nghiệp chướng, lòng sẽ thấy thanh thản, dứt được tội, phước cũng sinh ra, tâm hồn được an yên, vui sống. Lời Phật dạy về giải trừ nghiệp chướng. Một số cách giải trừ nghiệp chướng theo lời Phật dạy dưới đây để lòng thanh thản, an tâm, vui sống. 1. Tâm sám hối niệm Phật. Nhiều người tin rằng muốn hóa giải nghiệp chướng chỉ còn cách ăn chay, niệm Phật một cách thành tâm. Nhưng một số người mê muội cho rằng cứ sám hối thật nhiều thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, nên chẳng màng xác thân hao mòn ngày đêm tụng niệm mà nghiệp chướng vẫn còn nguyên. Sở dĩ có những người dù có sám hối nhiều bao nhiêu nhưng nghiệp vẫn chẳng hề tiêu tan là bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó, công đức niệm Phật của một ngày đêm dù là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên, cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Trong tâm trí luôn khởi động tâm niệm, chỉ nghĩ A-di-đà Phật, miệng chỉ niệm A-di-đà Phật, thân chỉ lạy A-di-đà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A-di-đà Phật. Nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Đấy chính là phương pháp niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tai nạn, niệm Phật là sám hối thật sự. 2. Giải quan kết với người oán hận. Là người sống ở trên đời, kết không ít oan nghiệp, oan gia chủ nợ không thiếu. Làm sao để tiêu tai giải nạn, cởi bỏ những nút thắt này? Phật dạy rằng, bí quyết trừ nghiệp chính là phải giải quán, mở kết. Siêu sinh cởi bỏ, buông lòng mình xuống là phương pháp tốt nhất để xóa bỏ nghiệp chướng. Nhưng Phật chỉ giải được duyên trời định, không mở được duyên người kết. Bái Phật, kính Phật, hướng Phật là một cách để lòng mình thanh thản, hướng tới điều lành, biết rũ bỏ tham sân si, tìm đến thanh tịnh.
cách này chỉ giúp được người có vướng mắc trong lòng, chỉ ra đường ngay lối đúng để đối nhân xử thế. Tự mình buông bỏ cho người khác, ắt người khác sẽ buông bỏ cho mình. Còn quán duyên người kết, phải tự mình dùng thiện duyên để giải. Tìm đến cửa Phật chỉ là tìm chỗ dựa và đạo lý, chỉ đường mà thôi. Phật không giải được quán thù, chỉ bày cách tốt để tan quán tan thù mà thôi. Người mà tâm tà tư niệm, muốn tiêu tai giải nạn, nhưng vẫn làm việc sai trái, thì dù đọc bao nhiêu kinh, bái bao nhiêu Phật, cũng không thể thoát được. Đối với người quán hận ta, hãy quan tâm cùng trợ giúp. Quan kết tự nhiên quá giải, ta giúp người khác vô điều kiện, không cầu danh cũng chẳng cầu lợi, thì tự khắc tích phúc cho bản thân. 3. Sống bao dung. Nghiệp chướng căn bản là phiền não, mà nguyên nhân không gì khác ngoài tư lợi, hám danh, hám lợi, nên tham, sân, si, vướng phải dục trần, tự gây rắc rối, chính là tạo ác nghiệp. Vượt qua phiền não của bản thân chính là cách giải thoát ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh thì nghiệp ác càng tiêu tan, tâm càng phiền não thì nghiệp ác càng tích tụ. Vì thế, bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân, là phương pháp tạo nghiệp lành tốt nhất, đơn giản nhất. Khi nghiệp lành sinh ra, nghiệp chướng hay ác nghiệp cũng tự tiêu tan. Bạn có biết khoan dung độ lượng mang lại phúc báo suốt đời? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cách tốt nhất để giải trừ nghiệp chướng chính là làm những việc tốt lành và xa lánh cái xấu, cái ác, để cuộc sống luôn luôn an vui và hạnh phúc. 4. Hành thiện tích đức. Nhưng nếu chỉ sám hối, niệm Phật bằng miệng nhưng tay chân vẫn hành động sai trái, tâm vẫn sinh ra những suy nghĩ hại người, thì rất khó mà tiêu trừ được nghiệp chướng như mong muốn. Sự sám hối của bạn sẽ thực tế hơn rất nhiều, nghiệp chướng của bạn sẽ tan biến nhanh hơn rất nhiều nếu được đền chuộc bằng những việc làm từ thiện. Càng làm nhiều, bạn sẽ càng thấy hiệu quả rõ rệt, bởi tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh. Có rất nhiều việc thiện mà bạn có thể làm để tiêu trừ bất nghiệp cho bản thân, trong đó có việc cứu giúp người, cứu người thoát nạn luôn là công đức hàng đầu, được người người ca ngợi, được thánh thần tán thán bất kể là nền văn hóa nào hay tôn giáo nào. Quan trọng nhất là nghĩ điều thiện lương, làm điều thiện lương, truyền bá điều thiện lương để tiêu tai giải nạn, lấy lòng thiện đối đãi với quán thù, lấy bao dung khoan nhượng với đối thủ, lấy chân thành hối lỗi mà thành kính với nạn nhân. Chuyện ác ngày hôm qua phải được bù bằng việc lành ngày hôm nay. Lấy quán báo quán, quán càng chồng chất, lấy ân báo quán thì trăm sự đều qua. Không phải cho người, không phải vì đời, chỉ là cho bản thân thanh thản. Theo lời Phật dạy, nếu là nghiệp thiện thì đó là điều tốt, sẽ sinh ra sự tốt lành sau này. Nhưng nếu là ác nghiệp thì phải thực hiện cái cách hóa giải nghiệp chướng để không hệ lụy sau này. Giáo lý nhà Phật cho rằng cách hóa giải nghiệp chướng tốt nhất là phải luôn có tuệ và định. Tuệ là trí tuệ, phải có trí tuệ sáng suốt, nghĩ trước nghĩ sau, trước khi làm một việc, nói một câu. Định là kiên định, không để ngoại vật, ngoại cảnh tác động làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của mình. Chỉ có người có đủ định và tuệ mới có thể vượt khỏi luân hồi lục đạo, giải quyết vấn đề một cách quyết đoán và chính xác. Ác đối với ác nghiệp từ người khác không chấp nhận so đo, phải phân tích suy nghĩ, tìm hiểu kỹ lưỡng, từ đó có cách phân giải rõ ràng. Như thế mới là sự thành công mỹ mãn, không tạo ác nghiệp, giải trừ nghiệp chướng tận gốc. Phật giáo thường dạy chúng ta nhất nhất phải làm việc tốt, không làm việc xấu để tránh tạo ác nghiệp sau này. Và hơn hết, chúng ta làm điều thiện nghiệp nhưng không chấp nhận chuyện mình đã làm để so đo thì sẽ không tạo ra nghiệp chướng. Vì thế, trong đời sống hàng ngày, hành động, lời nói hay, ý nghĩa đều phải tuân theo giới, định, tuệ.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.